Đầu tiên á thì mình đăng nhập cái này vô quản trị, mình sẽ admin. Rồi tên đăng nhập với mật khẩu thì mình đánh vô trong đây. Đó, có gửi Zalo cho mình á, đánh vô xong rồi bấm chữ đăng nhập. Sau khi đăng nhập vô trong xong rồi, mình muốn mà sản phẩm, thêm sản phẩm thì bấm vô sản phẩm và chọn là thêm mới. Rồi giờ mình mở ra ngoài một tab nữa đi. Sản phẩm này thêm mới, chỗ này là đánh tên sản phẩm. Ví dụ mình muốn qua copy sản phẩm nào đó thì mình bấm vào cái sản phẩm đó một cái. Mình copy ví dụ như xe 47 chỗ đi, mình dán cái tên sản phẩm mình dán vào đây. Rồi nội dung này có nghĩa là nội dung phía trên đây. Mình muốn vậy thì mình kéo xuống đây, đây là mô tả ngắn thì mình dán chỗ này. À, mình muốn cái này tô màu đỏ lên, mình bôi đen đó, mình tô đỏ lên. Rồi. Tí tiếp đây là trên chiếc xe mình muốn lưu về, bấm vô chuột vô nó, bấm lưu hình ảnh. Thì cái này giờ alo desktop thì bấm vô desktop và chọn là lưu đó. Rồi mình bấm đây, chỗ này có thiết lập ảnh cho nó nè, bấm vô, bấm tải tập tin lên, chọn tập tin. Đang lưu desktop thì vô desktop mình lấy tấm ảnh đó. Rồi, anh kiếm cái tấm ảnh này, tấm ảnh này bấm vô nó mở bên lên, chờ nó load tấm ảnh, nó load xong rồi bấm thiết lập ở đây, đây là sẽ load lấy được tấm ảnh, ảnh đại diện. Rồi mình muốn có mô tả của nó thì mình copy cái mô tả của nó, đây là mô tả của nó đây đó, mình kéo xuống cuối cùng luôn rồi mình copy hết luôn tới chỗ này đó, copy. À, chỗ này mình sẽ dán vô chỗ này và nó sẽ dán hết cái nội dung mình vừa copy á. À, mình muốn chỉnh ngay ngắn lại thì chỗ này mình enter xuống dòng đấy, à, mình chỉnh ngay ngắn lại thì nhiều khi mình copy nó bị lỗi á, nó bị lỗi thể hiện á, à, mình enter xong. Rồi làm xong hết thì đây có nút đăng mà bấm đăng lên. Rồi xong đó, sau khi mà đăng xong rồi á, mình bấm lại trang chủ nè, mình thấy mình vừa mới đăng chiếc xe này nè, đây chiếc xe Universe 47 chỗ đây ha, chiếc xe Universe 47 chỗ đây vừa mới đăng nè, đó đó là mình đăng cái sản phẩm này. Rồi muốn mà xóa hoặc sửa sản phẩm á thì giờ là tất cả sản phẩm là chỗ này. Rồi muốn xóa nó thì đưa chuột vô chọn không rác xóa, đây sản phẩm mình vừa mới đăng là đưa chuột chọn không rác là xóa. Sau khi xóa xong mình bấm lại trang chủ là mình thấy sản phẩm này bị mất, sản phẩm này đẩy lên không, mất rồi đó, sản phẩm này đẩy lên. Sau này có sản phẩm mới thì mình cũng là thêm tương tự vậy. Rồi kế tiếp là sửa, sửa thì mình kiếm ở chiếc xe nào đó mình bấm vô mình kiếm chiếc xe đó, xong rồi bấm nút chỉnh sửa đây, chỉnh sửa này nha. Rồi mình có thể sửa tên lại, mình sửa trên đây, đây là sửa tên. Sửa hình thì mình sửa ở đây. Đây là hình của sản phẩm đó mình muốn sửa, mình sửa ở đây. Còn mình muốn tạo cái table cho, đây là có cái table cho tấm hình nè, đó, muốn tạo table cho nó thì ví dụ mình tạo table cho này đi đó, sau này mình sửa mình muốn thêm table mới mình có thể kẻ bảng ở đây, ví dụ như bốn cột và hai dòng thì mình chọn này là bốn cột hai dòng không đó, đó là mình thêm đó, này là để table này em kẻ nè. Rồi muốn sửa ảnh đại diện thì sửa đây không, rồi kéo xuống dưới đây mà muốn sửa giá thì sửa đây đó, thì giống như cái kia anh sửa. Còn cái câu lệnh này, cái câu lệnh này chính là cái câu lệnh này là mình muốn mà nó có cái chữ đăng ký lấy thử này nè, thì mình mỗi sản phẩm mới mình đều copy cái câu lệnh này, mình dán dưới cái giá liên hệ tốt nhất này, dưới giá liên hệ tốt nhất này sẽ ra được cái nút này, đây là cái câu là để tạo ra cái nút đó. Nó sửa xong hết rồi, cập nhật là xong. Đó là thêm sau sửa sản phẩm là vậy. Rồi
chỗ này thì nó sẽ có một cái tấm ảnh chạy bự chỗ này đó, mình muốn sửa cái tấm này thì mình vào chọn, nhất là chọn slider. Rồi mình chọn là go to double đó, mình chọn này. Ở đây là cái slide của mình nè, còn chọn edit nó. Rồi nó xuất hiện ra ở đây là có 2, 4, 5 tấm hình thì tương ứng với 5 tấm hình chạy quay đây. Mình muốn xóa tấm nào thì mình bấm vô chuột vào nó, mình chọn delete. Hoặc là mình có thể sắp xếp vị trí của nó thì mình cầm thằng này mình kéo lên trên, ví dụ muốn tấm này lên trên thì cầm nó kéo lên, muốn xuống dưới thì cầm nó kéo xuống. Đó, muốn thêm thì bấm add slide đây và in may ở đây và tải tập tin lên. Chọn. Ví dụ như tải tấm ảnh nãy lên, nhưng mà đặc biệt cái này là tấm ảnh dài nên mình kiếm những cái tấm ảnh nào mà nó dài đủ kích thước này nè để mình up lên, chứ không chọn những tấm hình vuông này. Cái này là hình vuông không, mình chọn những tấm ảnh dài mình up lên, này là up ví dụ thôi. Đó là xuất hiện tấm này, sau đó mình đó mình bấm save lại đây và muốn xóa nó thì bấm này chọn delete, delete nó cái là tự động nó xóa. Rồi save lại là xong, đó là tấm ảnh chạy này. Rồi ở đây có số điện thoại này, muốn sửa nó thì chọn là cài đặt và easy control. Con là số điện thoại á, đây đây là số điện thoại của cái này, còn số điện thoại của bên đây và Zalo bên đây thì mình chọn nó là login trong này. Thì ở đây nó sẽ có là đây, đây là có số điện thoại này đó, mình sửa nó. Đây là lên Facebook, số điện thoại này hay nó kèm luôn nút gọi tin nhắn và Zalo, là ba cái này sử dụng chung một số. Và cái Messenger này là Facebook, của Facebook này mình copy cái link của mình dán vô đây, làm xong hết bấm save lại. Rồi kế tiếp muốn sửa giới thiệu, thì vào trang, thì trong đây có trang giới thiệu nào muốn sửa hay bấm chỉnh sửa, sửa xong hết lưu lại. Muốn sửa liên hệ bấm vô chỉnh sửa của liên hệ, sửa xong hết lưu lại. Đó là có giới thiệu liên hệ. Rồi giới thiệu liên hệ. Rồi rồi kế tiếp là phần bài viết. Bài viết mình viết bài mới, nghĩa là mình viết cho những sản phẩm là trong thêm sản phẩm, rồi mình viết cho những cái này, những cái còn lại. Thứ nhất là mình viết cho dịch vụ nè, đóng thùng xe là khuyến mãi tin tức và video, là tương ứng với một về đây đó, khuyến mãi nè tức là video đó mình viết ở đây. Thì ở đây là tiêu đề bài viết, ở đây là nội dung bài viết, ở đây là mình viết cho mục nào mình sẽ chọn mục đó, đây là ảnh đại diện cho bài viết. Mình viết xong hết bấm đăng lên là ok. Đó là phần viết bài cho chuẩn mục này. Mình muốn sửa nó thì vào tất cả bài viết đó, tất cả bài viết đây là tất cả bài viết bên ngoài đó. Mình muốn sửa bài nào thì mình đưa chuột vô đó, mình bấm chỉnh sửa đó, vậy thôi. Dưới đây là phần chân trang. Phần chân trang mình muốn thì mình vào là giao diện và chọn là quay ghét. Ở đây chân trang gọi là footer 1 và footer 2. Footer 1 thì có 4 cái này thì tương ứng với 4 cái này, 1, 2, 3, 4. Footer 2 thì nó có 4 cái này, tương ứng với 4 cái quầy đây, là 1, 2, 3, 4. Đó, mình muốn sửa cái nào thì bấm sổ nó ra thông tin. Mình sửa xong bấm lưu lại là xong. Nó thông bộ website thêm nó sửa thì có nhiều vậy thôi. Chỗ nào mình không hiểu thì mình hỏi ha.